bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính COPD là bệnh lý hô hấp phổ biến. Ở phạm vi toàn cầu, tỷ lệ mắc khoảng 10% và đang có tác động tới sức khỏe trên khoảng 380 triệu người. Con số này ở Việt Nam khoảng 4 triệu người ở độ tuổi trên 40. Đợt cấp COPD làm tăng nguy cơ gây tử vong trong đợt cấp hoặc ngay sau đợt cấp, làm giảm chức năng hô hấp và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Tăng nhập viện và tái nhập viện. Riêng chi phí cho đợt cấp COPD đã chiếm quá nửa tổng chi phí chăm sóc cho bệnh nhân COPD. Đợt cấp COPD làm cho tiến trình của COPD xấu đi nhanh, tăng nguy cơ tử vong sớm, chất lượng sống của người bệnh giảm, tăng chi phí điều trị. Đợt cấp COPD chiếm trên 50% tổng chi phí điều trị trong COPD. Hiện nay ở các khoa lâm sàng hô hấp trong bệnh viện, số bệnh nhân đợt cấp COPD chiếm không dưới 30% trên tổng số giường bệnh. Bên cạnh đó, chất lượng quản lý COPD ở giai đoạn ổn định không tốt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều đợt cấp và nhiều đợt cấp nặng nhập viện. Với những tác động tiêu cực như trên, trong tình hình thực tế Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học Hội phổi Việt Nam chủ trì với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imesfarm và Công ty Nam Khoa Biotech thực hiện nghiên cứu vi sinh gây bệnh và đặc điểm lâm sàng bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD nhập viện, hay còn gọi là nghiên cứu MARC. Ngày 10 tháng 4 năm 2021 tại Cần Thơ, chương trình họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu MARC đã diễn ra với buổi làm việc hiệu quả của thành viên ban nghiên cứu và hội đồng nghiệm thu. Qua đánh giá, góp ý, nhóm nghiên cứu đã tiếp thu các ý kiến quý báu từ các thành viên hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện và đưa ra báo cáo cuối cùng về kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu phân tích 120 trường hợp đợt cấp nhập viện không ICU cho thấy hầu hết bệnh nhân đang được quản lý và điều trị chuyên khoa nhưng đa số vẫn còn triệu chứng khó thở mức độ trung bình nặng. Tỷ lệ bệnh nhân có nhiều đợt cấp và đợt cấp nhập viện cao. Đặc điểm điều trị cơ bản là kháng sinh, thuốc giãn phế quản và corticosteroid có thể nhận định chung là khá tương đồng về đặc điểm có hay không chỉ định thuốc trên từng bệnh nhân. Chỉ định kháng sinh. 50% bệnh nhân sử dụng đơn kháng sinh, 25% số bệnh nhân chỉ định kháng sinh kết hợp. Trong chỉ định đơn kháng sinh nhóm amoxicillin kết hợp kháng beta-lactama là nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 30% trên tổng số bệnh nhân. Tiếp theo là kháng sinh cephalosporin thế hệ 2-3, chiếm tỷ lệ 15,8% trên tổng số bệnh nhân. Chỉ định thuốc giãn phế quản. Tuyệt đại đa số bệnh nhân được chỉ định thuốc giãn phế quản, giãn khí dung, tỷ lệ bệnh nhân sử dụng đường uống thấp. Chỉ định thuốc corticosteroid, cũng tuyệt đối đa số bệnh nhân được sử dụng corticosteroid đường tĩnh mạch. 95% các trường hợp điều trị có kết quả tốt với thời gian điều trị trung bình trong bệnh viện là 6,9 ngày. Xét nghiệm vi sinh kết hợp giữa cấy và PCR cho thấy hình ảnh đa tác nhân vi sinh là chủ yếu, trên 50% các trường hợp có kết hợp virus với vi khuẩn. Sự hiện diện của Streptococcus pneumoniae, Helophilus influenzae là nhiều nhất, 55,8% và 25,2%. Có sự hiện diện của Pseudomonas aeruginosa chỉ chiếm 11,8%. Trên cơ sở các kết quả từ nghiên cứu MARC và tham khảo im văn cập nhật về đợt cấp COPD, nghiên cứu MARC đề xuất một lưu đồ thực hành xử trí đợt cấp COPD đến khám cấp cứu tại các bệnh viện. Bốn mục tiêu đặt ra ở đây nó phù hợp với những các cái vấn đề mang tính lý thuyết cũng như là giải quyết những vấn đề thực hành. Thì đầu tiên chúng ta thử xem rằng là cái quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong cái thời gian vừa rồi, kể cả bốn cái trung tâm, ba cái trung tâm lớn, thì xem đã đạt được cái mức độ nào. Thứ hai là cái quản lý đấy thì ở những bệnh nhân mà phải vào viện thì cái đặc điểm lâm sàng, ví dụ như là triệu chứng khó thở, ví dụ triệu chứng co kéo, rồi các cái biểu hiện siêu hấp vân vân, thì trong cái khi trước khi vào viện và đến cái lúc vào viện thì cái đặc điểm của nó như thế nào. Cái thứ ba là như tôi nói ban nãy, một trong những yếu tố rất quan trọng đấy là nguyên nhân vi sinh, vì chúng ta là nước nhiệt đới thì xem rằng là cái vi khuẩn virus cái vai trò nó đóng như thế nào trong cái đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cuối cùng là những các khuyến cáo của chúng ta từ trước đến giờ, kể cả khuyến cáo quốc tế như là Gold, rồi khuyến cáo của Hội phổi Việt Nam cũng như là của Bộ Y tế, thì thực hành ở trên lâm sàng thì đánh giá kết quả của nó đạt được như thế nào. Thì tôi đánh giá là đây là một nghiên cứu rất thành công.
Thành công thứ nhất là một sự phối hợp của tất cả các trung tâm trên một cái cơ sở, một protocol rất là chuẩn trước. Và như vậy thì chúng ta mới ra được một cái kết quả. Cái điểm thứ hai là đã đánh giá được cái quản lý của các cái cơ sở này đối với những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta thực hành như thế nào. Có thể nói là đạt đến 90% là chuẩn. Đấy là một cái điều rất là mừng. Và muốn rằng cái điều đó sẽ được mở rộng trong phạm vi toàn quốc. Với riêng tôi, khi với là tư cách của Chủ tịch Hội Phổi trước đây, thì chúng ta đây là một cái kết hợp đầu tiên. Và kết hợp ấy là kết hợp mà những nghiên cứu từ trước. Thì tôi thấy là một cách rất là nghiêm túc thế này. Tức là từ cả hai bên, vừa phía Hội Phổi Việt Nam cũng như là Công tố Mỹ Phạm, đã có những cái nhìn nhận rất đúng, rất chuẩn. Để thấy rằng là, những cái mà cái gọi là những cái nhu cầu của thực tế của chuyên ngành bệnh phổi ở Việt Nam mình chúng tôi nhận ra, và những cái dược phẩm mà IMFA mang ra nó phù hợp được với những cái điều kiện mà hiện nay chúng ta cần. Chúng ta có thể thoát ly được những cái gọi là nó cao xa, nhưng mà những cái sản phẩm ở trong nước, ở những công ty như IMFA chẳng hạn, nó sẽ giúp được, và rõ ràng nó đã chiếm những thị phần thị trường mà chúng ta thấy rằng là ở trong chuyên ngành hô hấp của chúng ta, nhất là kháng sinh hoặc một số các loại khác nữa, là chúng ta đã có thể là cùng đồng hành với nhau được trong lĩnh vực này. Và hy vọng rằng là không những cái chúng ta đã làm trong nhiều năm nay, mà những lần sau nữa, những năm tiếp nữa, với những hình thức cái liên kết một cách có lợi như vậy, thì có lẽ là sự hợp tác giữa Hội Phổi Việt Nam cũng như hội khác với IMFARM nó sẽ chặt chẽ hơn và nó rộng rãi hơn. Là công ty dược phẩm, IMFARM từ lâu đã là đối tác đồng hành của các hội y học trong việc phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học. Với vai trò là nhà tài trợ chính của nghiên cứu FAOC, IMFARM luôn mong muốn cùng với các đối tác của mình nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.